Nhưng bạn nào đi học thiền rồi, dù có đi học 3 năm, 5 năm đi chăng nữa, nhưng nếu không nắm được nguyên lý chính vẫn cứ mơ màng về thiền, chắc chắn. Các bạn về chịu khó vô cái đường link này này, nghe thiệt kỹ cho tôi. Trong này có 4 quyển sách thôi, nghe thiệt kỹ thì các bạn sẽ nắm được toàn bộ những cái cốt lõi về thiền. Rất ngắn gọn để các bạn hiểu thiền tứ niệm xứ là gì, để từ đó các bạn biết cách luyện ý chí thanh lọc tâm hồn tối ưu nhất. Mà những cái gì nó hơi mờ mờ, khoa học chưa chứng minh được là chúng ta gọi là tâm linh. Theo các bạn, Đức Phật có gọi thiền là tâm linh không? Cái người họ đã đi qua cái đó rồi, họ đã thực chứng, họ đã hiểu nó rồi thì họ có gọi là tâm linh không? Hay họ gọi đó là một phương pháp để cho tâm hồn mạnh mẽ lên, để cho tâm hồn tốt đẹp lên? Nó khác nhau rất nhiều nha.